Xin chào tất cả các bạn, Thanh Tâm đã quay trở lại rồi đây. Ở video đánh giá bộ sạc cáp 18W chuẩn Power Delivery lần trước thì có một số bạn đã comment rằng là sạc 18W của Mercedodo không nhanh hơn so với sạc 5V 1A của Apple là bao, hay là sạc nhanh với sạc thường thì thời gian sạc vẫn vậy. Và để chứng minh điều này là chưa thực sự chính xác thì ngay trong video ngày hôm nay, Thanh Tâm sẽ thực hiện một bài test so sánh tốc độ sạc giữa hai loại sạc cáp là sạc cáp 18W của Mercedes và củ sạc 5V 1A đến từ Apple. Và không để mất thời gian thêm nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với bài test ngày hôm nay nhé. Pin con trâu dùng thật lâu. Rồi, bình thường khi mà chúng ta làm bài kiểm tra này thì chúng ta cần phải có giám thị trông thi đúng không nào? Và ngày hôm nay cũng thế, khi mà làm một bài test về công nghệ, giám thị của chúng ta là đây. Một cổng USB để đo nguồn điện và một chiếc iPhone bên cạnh để bấm thời gian. Mình sẽ nói qua một chút về bài test nhé. Trước tiên là mình sẽ dùng bộ sạc cáp chính hãng của Apple và sạc chiếc iPhone XS Max của mình trong thời gian là 10 phút. Sau khi kết thúc 10 phút thì mình sẽ test xem là cũng bằng bộ sạc cáp này nhưng mà với của Mercedodo 18W chuẩn Power Delivery thì chiếc iPhone XS Max này sẽ dao động phần trăm pin là bao nhiêu. Đầu tiên, dành cho những bạn thích Apple đúng không? Ok, mình sẽ bắt đầu bài test với sạc cáp chuẩn Apple. Chiếc iPhone của mình lúc này là 13% pin và khi cắm sạc, USB thông báo mức điện áp ở mức 5V 1A. Và như vậy là trong 10 phút đồng hồ trôi qua thì chiếc iPhone của mình chỉ tăng được có 5% pin từ 13 lên 18%. Tiếp theo là chuyển qua bộ sạc nhanh của Mercedodo này. Đây cũng là điểm các bạn đang thắc mắc đúng không nào? Ok, với sạc cáp 18W của Mercedodo trong thời gian 10 phút. Ôi, các bạn có đang thấy không? USB đang báo mức điện áp ở mức là 9.2V và 1.8A, tổng công suất lúc này là 17.5W. Như vậy là đã 10 phút trôi qua rồi và các bạn có thể thấy rằng là chiếc iPhone của mình đã tăng 16% pin từ 18 lên đến 34 và hơn củ sạc chính hãng của Apple tận 11% pin liền. Và điều này đồng nghĩa với việc là sạc 18W của Mercedodo nhanh gấp 3 lần sạc pin của Apple. Như vậy là qua cái bài test thời gian sạc này thì bạn có thể thấy rằng là vai trò của việc sạc nhanh to lớn như thế nào chưa ạ? Và Thanh Tâm tin chắc một điều, đó là thời thế của sạc nhanh đã đến rồi. Các bạn hãy mau sắm cho mình một bộ sạc nhanh. Và nếu như các bạn quan tâm đến bộ sạc nhanh chuẩn Power Delivery của Mercedodo thì có thể vui lòng click vào link bên dưới trong phần mô tả ở video này nhé. Còn bây giờ thì sao? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.